Cũng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mà trong chiều ngày 15 tháng 8 thì một cơn mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức và một số quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, người dân chật vật di chuyển. Thậm chí là các phương tiện điều khiển xe máy và ô tô khi di chuyển trên đường thì phải dọi đèn để có thể đảm bảo an toàn giao thông. Theo ghi nhận tại chợ Thủ Đức, mưa rông vào lúc 15h30 phút ngày 15 tháng 8 vừa qua biến nơi đây thành chợ nổi người dân phải che chắn để ngăn cho dòng nước tràn vào như hình ảnh mà quý vị đang theo dõi trên màn hình. Được biết, công trình chống ngập tại khu vực này đã thi công một năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Cạnh đó, thì đường Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi hay đường Tô Ngọc Vân, đoạn nối Phạm Văn Đồng, nhiều chỗ ngập sâu, các phương tiện lưu thông qua đây hầu như chết máy hoặc gặp nhiều khó khăn cho việc di chuyển. Một số tuyến đường khác tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp phải tình trạng tương tự. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong những giờ tới, các khối mây rông sẽ tiếp tục phát triển mạnh, gây mưa rào kèm theo rông, chủ yếu ở hầu hết các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, ngoại trừ nhà bè Cần Giờ. Lượng mưa phổ biến từ 5-35mm, đến 35mm, có điểm mưa trên 40mm. Trong cơn rông, đề phòng xét, gió giật mạnh khoảng cấp 5-6, cấp 6, tức là khoảng 8-14m trên giây.